Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn sơ lược về cái relay kiến hay còn gọi là relay trung gian đó. Thì ở đây mình có hai cái relay trung gian ha của hãng Omron. Mình sẽ giới thiệu sơ lược để các bạn hiểu về hai cái relay này. Ở đây thì cái chức năng nó như nhau, nhưng một cái là 14 chân ha. Một cái loại 14 chân và một cái loại 8 chân. Thì mỗi cặp nó sẽ kèm theo một cái đế như thế này. Đây. Thì cái công dụng của cái relay kiến này á thì nó để là mượn tiếp điểm điều khiển một cái thiết bị nào đó trong cái tủ điện công nghiệp ha. Đây thì là cái relay 8 chân này, thì các bạn nhìn vào bên trên cái đế này nè, nó sẽ có để số 13 14 là hai chân nguồn cấp để nuôi cái relay kiến này. Còn tiếp điểm 10 12, tiếp điểm 9 95 là thường mở và 96 là thường đóng, 91 là thường đóng, 91 là thường đóng, 95 là thường mở. Còn 12 8 là thường mở, 12 4 là thường đóng. Ở đây tôi nói thường đóng và thường mở thì nó là như thế nào ha, là khi chúng ta cấp nguồn vào chân, khi chúng ta cấp nguồn vào chân 13, 14 này thì cái tiếp điểm thường đóng là 91 nè, nó sẽ mở ra, và tiếp điểm thường mở 95 nó sẽ đóng lại. Và tương tự như bên đây, cặp tiếp điểm này thì là 12, 4 nó sẽ mở ra khi relay này có điện, và 12, 8 nó sẽ đóng lại. Còn nói về cái bộ relay kiến 14 chân này thì nó sẽ là cũng là chân 13, 14 là hai chân nguồn để nuôi cái relay kiến này. Và các cặp tiếp điểm là 91, 12, 11, 3 và 12, 4 là các cặp tiếp điểm thường đóng. Và 9, 5, 16, 11, 7, 11, 7, 12, 8 là thường mở. Các bạn nên nhớ sơ lược như thế nữa. Thì 13 cứ đấu vô là 13, 14 là nguồn. Còn 9, 91 là thường đóng. Cái tới 10, 10 thì tới 12, rồi 11, 3, 12, 4 là thường đóng. Nó như vậy, 9, 5, 16, 11, 7, 12, 8 là thường mở. Đây thì tôi sẽ vẽ ra để các bạn hiểu thêm ha. Đây. Vẽ về le 8 chân ha. Thường mở. Đây là thường đóng nè. Chân này là chân chung. Đây. Đây là 9 nè. 12. 1 là thường đóng. 5. 12, 4 là thường đóng. 8 là thường mở. Và 2 chân nguồn là chân. Mười ba và chân 14 là hai chân nguồn. Đây, tôi đã phát thảo xong được. Tôi đã phát thảo xong được cái sơ lược về cái sơ đồ của cái relay 8 chân này. 13, 14 nguồn, 9, 1 nè là thường đóng nè.
khi mà có điện rồi nó sẽ chín một, nó sẽ mở ra và nó đóng chín năm lại, và 12/4 nó thường đóng nè, khi có điện thì 12/8 nó sẽ đóng và 12/4 nó mở ra ha. Tí nữa thì tôi sẽ đấu vô cho các bạn thấy rõ luôn. Còn đây tôi sẽ phát thảo, cái gà le 14 chân này ha. Con đang nghĩ ảnh mãi vậy đó, ảnh mới chịu để sáng nay cho bác sĩ khám rồi mới về. Đó chỉ là chuyện hiểu lầm nhỏ, sức khỏe con là quan trọng. Từ hồi nào tới giờ không bao giờ mẹ to tiếng với ba, không thể có chuyện nhỏ được đâu. Ba nói đi ba, có chuyện gì vậy ba? Con nằm nghỉ đi, ba sẽ kể cho con nghe một chuyện. Anh Thành, anh muốn nói chuyện gì đó? Chuyện mình đã giấu nó mười mấy năm nay. Giấu con mười mấy năm nay, ba nói đi ba. Con nghĩ ba không nên nói ra trong lúc con chưa bình phục. Nhưng đến nông nỗi này, không thể giấu nữa. Con hãy bình tĩnh mà nghe ba kể. Anh thật là một kẻ Ba mẹ, có chuyện gì mà ba mẹ nói những câu ốc mở? Hãy nói cho con biết đi. Ba, ba muốn nói cho con biết. Tôi đã vẽ xong. Ba biết chuyện gì vậy ba? Mẹ, cái gà le kiến 14 chân, là chân 13, 14 sẽ là nguồn. Và 9 nè, 9/1 nè, sẽ đóng nè. 12 sẽ là thường đóng, 11/3 là thường đóng, 12/4 là thường đóng. Khi có điện thì lập tức 9/5 nó sẽ thành thường đóng và 9/1 thành mở. 16 sẽ thành thường đóng và 12 sẽ thành mở. 11/7 sẽ thành thường đóng và 11/3 sẽ thành mở. 12/4 sẽ thành thường mở và 12/8 sẽ thành đóng. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đấu điện vào và lấy kiến này để các bạn xem nó kích thế nào nha. Lời nói ngọt con của anh lúc nào cũng chan tình. Tôi xem hạnh phúc chồng con là. Bây giờ tôi sẽ thử cái gà le 8 chân này ha, sơ lược một cái để các bạn hiểu thôi. Đây, tôi đấu chân lửa qua chân nguội vào, tôi đấu chân lửa chân nguội qua chân 13 và 14. Thì cái lúc mà chưa cấp nguồn á, chưa cấp nguồn thì cái chân 9, chân 1 sẽ thông mạch, 12/4 sẽ thông mạch. Tôi đo cho các bạn coi nha, 9 nè, 9/1 nè, thông mạch. Thông mạch, 12/4 sẽ thông mạch, còn 12/3 sẽ thường mở nè, còn 9/5 sẽ thường mở nè. Khi mà tôi đóng điện vô là 9/5 này nó sẽ đóng nè, là hơi đo cho chân này nó sẽ thông nè. Ha, để tiến hành ghim điện vô ha. Nó tác động rồi đó. Thì lúc này chân 9 và chân 5 sẽ thông mạch đó. Và 12/4 sẽ 12/8 sẽ thông mạch. 12/4 này sẽ không thông. Và 9/1 nó sẽ không thông.
Nó sẽ thay đổi trạng thái như này. Thì các bạn lúc đó các bạn đấu tủ, các bạn có thể thay mượn cái tiếp điểm này nè. Cái công tắc tơ thì nó không có nhiều tiếp điểm để điều khiển, thì các bạn có thể mượn thêm cái tiếp điểm của gà lây kiến này, các bạn làm với cái mục đích nào đó cho riêng mình. Cái này 991 là nó sẽ thành đồng mở nè. Đây, để tôi giữ chân này luôn. Rồi tôi rút điện ra, 91 nó sẽ thông đó ha, các bạn thấy không? Thì nếu các bạn thấy kênh mình hữu ích để ý các bạn thì có thể bạn đăng ký kênh để coi thêm nhiều cái video mà mình chia sẻ trong thời gian sắp tới. Thì cái gà lây kiến 14 chân này cũng chỉ tương tự như đây thầy thôi, mình chỉ sơ lược để các bạn hiểu được như thế. Chào các bạn.